phương pháp chim mồi thu hút tiền cực nhanh trong vòng 2 phút. Thủy đã ứng dụng phương pháp này và kết quả vô cùng vi diệu. Thủy cũng đã chia sẻ cho rất nhiều anh chị em trong nhóm đọc sách của mình. Và ngày hôm nay, bạn hãy ứng dụng trên chính cơ thể của mình để thấy phép màu xảy ra nha. Tiền bất ngờ sẽ chảy vào túi của bạn một cách dễ dàng, nhanh chóng. Bạn lấy cho Thủy một tờ tiền 500 ngàn, sau đó bạn bỏ vào một cái ví và đọc câu thần chú như sau. Số tiền này sẽ giúp cho tôi thu hút được nhiều tiền hơn, gấp trăm, gấp nghìn lần. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay lập tức. Và chúng ta không được sử dụng số tiền này, bởi vì số tiền này sẽ giúp cho anh chị thu hút về cho mình nhiều tiền hơn. Nó như là một thỏi nam châm thu hút tiền. Nếu anh chị xài hết số tiền này, thì anh chị đồng nghĩa với cái việc chúng ta không có mồi, cũng giống như là một thỏi nam châm, không thể hấp dẫn được những cái số tiền khác đến với mình. Cũng như chúng ta từng đi câu cá hay đi bắt chim, thì cần phải có mồi. Cái lý do thứ hai là khi mà anh chị để 500 ngàn vào trong túi của anh chị sẽ khiến cho mình có một cái cảm giác tự tin đảm bảo an toàn. Chính cái cảm giác tự tin này sẽ giúp cho anh chị thoải mái, vui vẻ, tự tin và giúp cho mình thu hút được nhiều tiền bạc đến với mình hơn. Nếu trong ví của chúng ta trống rỗng thì chắc chắn cảm giác lo lắng, e ngại, sợ sệt và thiếu tự tin nó làm cho chúng ta mất năng lượng. Chính cái cảm giác đó nó giúp cho anh chị không thu hút được cái gì về ngoài những cái sự kiện. Và sự vật con người, đúng không, làm cho anh chị cái cảm xúc của mình gia tăng lên, khiến cho mình cảm thấy thiếu thốn, mất tự tin, mất năng lượng nhiều hơn nữa. Hãy lưu video này của Thủy lại, hãy ứng dụng trên chính cơ thể của mình và hãy comment ở phía dưới cái kết quả của anh chị nha. Hãy follow kênh của Thủy để nhận thêm nhiều phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn vô cùng hiệu quả.